Con này là có mí lửa hai bên này anh em này. Mà ngồi quay xa quá không tới, không lét được. Xin chào tất cả mọi người cùng đam mê. Đây là một người em đem một chú chim mồi đến để nhờ mình thử thái độ anh em nhé. Chú chim này là chú chim nuôi lồng và bây giờ là mới là đang tập vào lồng bẫy thôi anh em nhé. Và hy vọng là nó đấu tốt và chúc mọi người xem clip vui vẻ nhé anh em nhé. Một bên này dành này, đấy một bên mí lửa dành. Đấy hai bên đấy. Đấy hai bên mí lửa anh em nhá. Anh coi như anh có khẩu trang anh coi. Từ đấy anh quay con mồi mí lửa hai bên. Lần thứ hai cũng chạy chạy. Cầm đấy thử chim này. Hơi khó. Thái độ. Ông ơi. Thái độ tốt phết rồi này. Chưa. Đang gọi đấy. Ngoài thưởng lâu lắm hôm nay mới nên ai ở chế rồi. Lâu lắm rồi anh mới vào đem con chim đến. Đồ mà đi xe anh phải ai giờ bán mũ mũ thật trộn cái chuột rồi ngồi xe máy là phải chiên chiên ui trẻ ăn cái phê đấy không. Cái con trẻ kìa. Nhưng mà chưa đi bãi lần nào đúng không? Chưa, treo nhà cắn mà con này nó thuần lồng rồi nó dễ sang đồng bẫy. Con này nhìn lực khỏe lắm này. Nhìn đang nhanh chim lắm. Có một hôm em treo nó 9 giờ em treo coi mà nó em để ý hót 10 giờ lúc trẻ con học xong 10 giờ nó hót tăng. Ra quán 12 giờ về vẫn hót như lúc mình mới treo. Ăn cơm nước xong rồi xách chim lên là lương chơi 2 rưỡi về vẫn hót như lúc mình mới treo. Nếu mà khỏe chim đấy. Cảm giác lực nó khỏe, nếu mình năng đi nữa cho nó một chút ở bên ngoài, ra bắt bên ngoài nhiều nữa thì... Này, đang gọi rất là tốt luôn. Đây, giờ mùa đấy này, chim nó đến nó chỉ có ăn không, nó có đấu với mồi đâu. Đấy, con mồi của Việt này đấu thái độ cũng khá tốt rồi này. Ui, nó hốt con đấy rồi. Con gì nó bay đây? Cuốc mới trồng ào hốt bay hết à. Còn mỗi một con ở lại này. Hai con. Này đang ăn này. Này con này to thế. À con này cắp mồi rồi. Đấy cắp mồi đi rồi. Hình như là nó nuôi con rồi. Nuôi con rồi, thằng nào nó không đấu. Này con này đang cạp này, cạp chuối này. Trên kia vẫn còn chục con này. Dưới này vẫn còn con này đau chân hay sao ấy. Vẫn nhiều lắm, con này ăn thôi, không phải ấy. Đây đang thử con mồi này này anh em này. Mồi này là mồi chơi lồng, bây giờ mới cho vào lồng bẫy. Anh em ạ. Đây thái độ này. Lồi lõm. Thank you.
Và anh em ạ, à, đây là một người em đến nữa này anh em này, trưa thì chả cả ngủ. Chim đâu? Đây anh em ạ, à, thì bây giờ mình kè thử mấy con chim của mình này. Đấy, để đấy. Đây anh em xem nó. Đó. Con sáu đuôi. À, vẫn chóe đấy. Được, lúc nãy được rồi. Rồi rồi, ok đấy. Trẻ nhiều. Như vậy anh em ạ, à, thì sau khi mình thử gọi bổi đến này và kè thử với chim của mình này, thì chú chim này tuy là mới cho sáng lồng nhưng mà nết chơi thể hiện khá là tốt anh em ạ. Thì mình tạm dừng buổi thử chim đây để mình vào uống nước với mấy anh em giao lưu tí anh em nhé. Và mình xin tạm dừng clip đây để anh em những clip sau. Quá hay luôn anh em ạ, được đấy. Rồi ok anh em. Thế mày đi ấy à, đi chưa làm giấy tờ xong à? Bao giờ? Bây giờ sáng hôm nay vẫn sớm mà, bây giờ nó hồi này giờ nó mới ra nó làm. À. Thế thằng trưởng có bàn xa ra muộn á. Rồi anh em nhá, thì hôm sau nếu mà anh em nào có nhu cầu thì liên hệ mình để mình liên hệ lại xem thỏa thuận nha. Cuộc đấy.